Sự việc xảy ra trên quốc lộ 18, đường cao tốc sân bay Nội Bài, Hạ Long. Theo camera hành trình của một chiếc xe ghi lại, khi đang đi đến địa phận xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thì một chiếc xe nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát 30E38500 vượt lên từ phía sau. Tài xế xe này cho xe chạy nhanh, liên tục lạng lách để chuyển làn. Cùng lúc bên phía làn dành cho xe máy, xuất hiện một thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao. Do xe đi nhanh, đi vào làn trong cùng dù khuất tầm nhìn, nên xe Innova đã va chạm với thanh niên điều khiển xe máy. Hậu quả khiến người này tử vong, chiếc xe máy bị văng xa hơn 100m. Đáng lên án hơn, dù gây ra tai nạn và xe Innova cũng bị gãy vương bên phải, nhưng tài xế xe này vẫn cho xe di chuyển, bỏ mặc nạn nhân.